cảm ơn Chúa là cái bài học này tôi đã chuẩn bị, nghĩa là đáng lý chúng ta học tuần trước, nhưng mà vì cớ tôi không có ở nhà cho nên là chúng ta đã ngưng lại cái bài học này, và tối nay chúng ta sẽ học. Và nếu quý vị nào là người mới lên, hoặc là quý vị nào không có nghe thông báo bài học này, xin vui lòng đừng vấp phạm khi chúng ta học bài học này. Vì cớ tôi không có ý để chỉ trích bất cứ người nào, nhưng mà tôi cảm ơn Chúa để giúp đỡ cho chúng ta. Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ tìm bà con, chúng ta coi thử chúng ta có bà con với Pharisee hay không. Mà chúng ta tìm bà con để làm gì? Người ta tìm bà con để người ta nhận, mình tìm bà con để mình từ, có nghĩa là mình biết cái gốc rễ của nó và mình từ bỏ nó. Và ở đây khi mà tôi học bài học này thì tôi xử lý tôi rất là nhiều, tôi để cho Chúa chỉ cho tôi những cái mà Pharisee trong cuộc đời của tôi, những cái mà không cần thiết ở trong đời sống của tôi, và tôi nhờ Chúa để giải quyết, và Chúa để giúp tôi ăn năn từ nơi sâu thẳm trong lòng của tôi. Và quý vị biết, khi mà quý vị ăn năn thật sự đó, ăn năn từ nơi trong linh hồn của chúng ta đó, chúng ta cảm nhận được sự tự do, chúng ta cảm nhận được sự tha thứ của Ngài. Vì cứ nhiều khi chúng ta ăn năn nhưng mà sau đó chúng ta nghĩ Chúa chưa tha, cho nên bắt đầu chúng ta đã ăn năn tiếp. Cho nên buổi tối hôm nay qua các bài học này, chúng ta sẽ thấy được những cái điều mà chúng ta cần từ bỏ, và xin Chúa chỉ ra cho chúng ta để những cái này là những cái ngăn trở đời sống của chúng ta với Chúa, và đây là những cái mà Chúa Giêsu ghét. Chúa Giêsu Ngài không ghét người Pharisee, nhưng mà Ngài ghét cái công việc của họ làm. Và quý vị sẽ theo dõi cái lý do tại sao mà Chúa rất là nghiêm nhặt với những cái người này, thì chúng ta sẽ học và chúng ta sẽ biết được những cái người Pharisee nó như thế nào, và tại sao chúng ta phải từ họ hàng của chúng ta, Pharisee của chúng ta, để chúng ta mặc lấy cái DNA mới, đó là Chúa Jesus Christ trong đời sống của chúng ta, và chúng ta có một đời sống mới giống như Chúa mong muốn. Ở trong Kinh Thánh Matthew đoạn 23 câu gốc tôi dùng ở trong Michê đoạn 6 câu 8: hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi khiêm nhường với Đức Chúa Trời sao? Đây là mục đích của Chúa muốn trên đời sống của chúng ta. Nhưng mà người Pharisee họ làm ngược lại hết tất cả những cái gì mà Chúa mong. Bây giờ đây chúng ta sẽ coi vào vấn đề cái bản chất của người Pharisee. Cái thứ nhất á, ở trong câu 1 của Matthew đoạn 23: bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và môn đồ rằng các thầy thông giáo và người Pharisee đều ngồi trên ngôi của Môi-se. Đã, ngôi của Môi-se có nghĩa là theo như cái quyển mà người ta giải kinh á, thì người ta nói là mỗi cái đền thờ vậy, nó có một cái ghế, và người ta dành cái ghế đó giống như là đại diện cho cái uy quyền của Môi-se. Thì ở đây những người ở đây Chúa nói với họ là những người thông giáo và người Pharisee, họ ngồi trên ngôi của Môi-se, ngồi trên cái uy quyền, họ nắm cái uy quyền đó. Và chúng ta sẽ theo dõi một chút xíu về vấn đề của người Pharisee, cái niềm tin của họ. Thì người Pharisee họ tin vào năm quyển sách của Môi-se là sáu thế ký, Xuất Ký, Giăng Ký, Lê Vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền, Luật Lệ Ký, đó là năm sách của Môi-se, mà tiếng Việt có gọi là ngũ kinh của Môi-se. Thì bây giờ năm quyển sách đó họ còn cộng thêm những cái số sách mà những người Pharisee đó họ lưu truyền, các thầy gọi là các thầy Rabbi đó, họ lưu truyền những cái lời truyền khẩu từ đời này qua đời kia. Thì bây giờ họ cộng chung vào, cái nghĩa là họ coi những cái lời truyền khẩu đó ngang bằng với lời của Chúa, và họ dùng những cái lời đó, họ theo những cái luật đó, họ có rất là nhiều luật để phải theo. Thì bây giờ cái thứ nhất đó là thứ nhất. Cái thứ hai đó là về ý chí và tự do và quyết tâm á, họ không cho phép hoặc là ý chí tự do của con người hay là cái quyền của Chúa để mà hành động ở trong con người, có nghĩa là người nào mà theo cái phái Pharisee là phải làm theo cái luật của phái. Cái thứ ba đó là họ tin vào thiên sứ và họ tin vào ma quỷ, dựa trên công bộ đoạn 23 câu 8: vì chân người Sadducee quyết rằng không có sự sống lại, cũng không có thiên sứ, thần chi hết, còn người Pharisee lại nhận cả hai điều tin đó. Nấy thứ tư, họ tin vào sự bất tử của linh hồn và có phần thưởng và sự trừng phạt sau khi chết. Thứ năm là họ tin vào sự sống lại của kẻ chết. Thứ sáu, họ là những người giống như là chiến thắng vượt trên cái sự bình đẳng của con người.
Cái thứ bảy là họ nhấn mạnh chính của bài giảng của mình là về đạo đức đời sống, chứ không phải là thần học hay là ý muốn của Đức Chúa Trời. Đó là những điều của người Pharisee tin. Còn người Pharisee thì họ dạy rất là tốt, vì họ giống như là họ được huấn luyện để giảng dạy. Và những người Pharisee họ nghĩ rằng họ là những người được thừa hưởng cái uy quyền của Môi-se để giảng dạy về luật pháp. Nhưng mà ở đây Chúa Giê-xu nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 3 đó, vậy hãy làm và giữ theo mọi điều họ đã bảo các ngươi, nhưng đừng bắt chước việc làm của họ vì họ nói mà không làm. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái điều mà Chúa không thích đó là chúng ta nói mà chúng ta không làm. Và đây là một trong những cái bản chất Pharisee ở trong chúng ta. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, con dân của Chúa, chứ cho chúng ta chỉ cần nói ít thôi mà chúng ta làm nhiều tốt hơn là chúng ta nói nhiều mà chúng ta làm ít. Vì người ta, những người chung quanh đó, họ quan tâm đến đời sống của chúng ta. Trong tiếng Anh nói là they don't care how much you know, they want to know how much you care. Họ không cần biết mình biết bao nhiêu, họ chỉ cần biết cái đời sống của mình quan tâm đến họ bao nhiêu. Đó mới là điều quan trọng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, nếu chúng ta có những cái thói quen là hay nói nhiều mà làm ít, và khiến cho người khác vấp phạm qua đời sống của mình, thì buổi tối hôm nay xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ta biết đây là chúng ta có bà con với Pharisee, thì chúng ta sẽ cắt cái mối quan hệ này ngay trong buổi tối hôm nay. Và ở trong người Pharisee họ biết về luật pháp rất là nhiều. Chúng ta sẽ thấy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 4, vua bèn nhóm các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại mà tra hỏi rằng Đấng Christ phải sanh tại đâu. Tao rằng tại Bethlehem xứ Giu-đê, vì có lời của đấng tiên tri chết như vậy: hỡi Bethlehem đất Giu-đa, thật ngươi chẳng kém gì các thành lớn của xứ Giu-đa đâu, vì từ ngươi sẽ ra một tướng là đấng chăn dân Israel, tức dân ta. Khi mà ba bác sĩ đến thành Bethlehem và đến hỏi vua dân Giu-đa mới sinh tại đâu, thì khi mà vua đến vua hỏi các thầy thông giáo và những người Pharisee, ở đây nó là thầy tế lễ và các thầy thông giáo, thì họ nói về cái địa điểm rất là chính xác, họ biết những cái lời tiên tri rất là chính xác. Cho nên lời Chúa ở trong đầu của họ mà không đem xuống lòng của họ. Cho nên xin Chúa cho lời Chúa, chúng ta những gì chúng ta hiểu biết về Chúa, xin Chúa giúp cho chúng ta làm theo. Vì trong cái ngày cuối cùng á, khi mà chúng ta đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời, chúng ta phải trả lời về tất cả những gì mà chúng ta làm trên đất này. Ai làm bởi cái lòng yêu thương, bởi cái tình yêu của Chúa, cái điều đó còn lại. Còn ai làm vì cớ những cái giống như người Pharisee nhìn, thì những điều đó không còn tồn tại trước mặt Đức Chúa Trời. Và chúng ta phải trả lời với Chúa, thì từng lời nói của chúng ta, dù chúng ta nói trong phòng kín đi chăng nữa, thì chúng ta cũng phải khai trình cái điều đó trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta không phải là chỉ hiểu ở trên cái đầu, nhưng mà đi xuống lòng của chúng ta. Chính vì chúng ta ăn thì xin Chúa cho cái đồ ăn nó được nuôi cái đời sống của chúng ta, và làm cho tâm linh của chúng ta được mạnh mẽ, và cho người ta thấy rằng chúng ta là những người thật sự được khỏe mạnh ở trong Chúa Giêsu Christ. Và ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 7, bởi dân thấy nhiều người dòng Pharisee và Sa-đu-xê đến chịu phá vỡ tên mình, thì bảo họ rằng: hỡi dòng dõi rắn lục kia, ai đã dạy các ngươi tránh khỏi cơn giận ngày sau? Vì các ngươi hãy kết quả xứng đáng với sự ăn năn, và đừng tự khoe rằng Abraham là tổ chúng ta, và nói ta nói cho các ngươi rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sanh ra con cái của Abraham được. Bây giờ cái búa đã kề rễ cây, vậy hễ cây nào không sanh trái tốt thì sẽ phải đốn và chụm đi. Cho nên quý vị có nghe cái bài học từ trước đây tôi có chia sẻ về Saul là người bị Chúa cắt, Ananias và Sapphira bị Chúa cắt. Vì sao? Vì họ là những người không làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và khi mà Chúa đặt họ trong một cái địa vị nào đó, hay là Chúa cho họ những cái ơn gì đó, họ lại không làm theo điều Chúa muốn. Thì người Pharisee và người Sadducee, họ là những người nắm luật pháp, hiểu luật pháp, nhưng mà họ lại không làm theo ý muốn của Chúa. Thì ở đây ông Giăng ông nói rằng là cái búa đã kề gặp cây, tức là Chúa chưa có đốn, nhưng mà Chúa đang cảnh báo. Cho nên buổi tối hôm nay Chúa cũng cảnh báo đời sống của chúng ta là những người chỉ có lý thuyết mà không có thực hành. Mà xin Chúa giúp đỡ và cứu chúng ta khỏi tình trạng này, để nói: Chúa ơi, con muốn được kết quả cho Ngài. Xin Chúa tha thứ vì lâu nay con không thấy cái điều này, bây giờ con thấy rồi, con xin Chúa tha thứ và giúp đỡ con để con được kết quả cho Chúa. Và trong Gia-cơ đoạn 1 câu 21, vậy hãy bỏ đi mọi điều ô uế và mọi điều gian ác còn lại, đem lòng nhu mì nhận lấy lời đã trồng trong anh em.
là lừa cứu được linh hồn anh em. Hãy làm theo lời chế lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo, thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, quên liền quên mặt ra thế nào. Nhưng kẻ nào xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ được phước trong sự vâng lời. Nhược bằng có ai tưởng mình là tinh đạo mà không cầm giữ lửa mình, nhưng lại lừa dối lòng mình, thì sự tinh đạo của người hạng người ấy là vô ích. Quý vị ơi, thật là đáng tiếc nếu mà cả cuộc đời chúng ta theo Chúa, và khi chúng ta đối diện với Chúa, Chúa nói ta không biết cái người là ai. Cho nên xin Chúa cho cái sự tin lời của Chúa cứ đặt lời của Ngài trong miệng chúng ta, trong lòng của chúng ta. Và xin Chúa cho cái lời đó thứ nhất là cứu được linh hồn của mình, giải quyết những năng đề trong đời sống của mình, làm cho linh hồn chúng ta mạnh mẽ, và để cho chúng ta nhận thấy như là một cái gương soi chính mình trước khi chúng ta đem soi cho người khác. Đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là chúng ta nghe làm theo, chứ không phải nghe lừa dối mình. Nghe lừa dối mình chứ như là nghe xong cứ tưởng là mình được cái đó, bắt đầu mình đi chia sẻ cho người khác, mà trong khi chính mình thì mình lại chưa nhận được để làm cho cái đời sống của mình trở nên mạnh mẽ. Và xin Chúa cho để cái đời sống chúng ta không phải là tự dối lòng mình, nhưng mà chúng ta là những người thật lòng. Và xin Chúa, ông David cũng nói xin Chúa dò xét lòng tôi. Đã. Xin Chúa dò xét trong lòng của chúng ta để chúng ta có lối ác nào chăng. Nhiều khi có những cái ác trong đời sống của chúng ta mà chúng ta không biết. Cho nên Chúa, khi mà tôi học bài này, tôi tra xét mình trước mặt Chúa. Tôi nói Chúa ơi, con xin Chúa bày tỏ Ngài cho con. Con muốn loại ra khỏi những cái Pharisee, ra khỏi cuộc đời của con, để con được trở nên giống như Ngài. Và đây cái kế tiếp ở trong Matthew đoạn 23 câu 4, bọn ấy buộc những gánh nặng khó chịu để trên vai người ta, còn mình thì không muốn động ngón tay vào. Ở trong Luca đoạn 11 câu 46, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chấp cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Nên Chúa một lần nữa Chúa nói là khốn thay, cứ như là họ đang ở trong một tình trạng bị rủa xả, họ đang ở trong một tình trạng khốn khổ cho linh hồn của họ mà họ không biết. Cho nên Chúa rất là mạnh mẽ để nói cho họ về cái tình trạng của họ. Và đối với Chúa thì Chúa nói là: hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Những người đến với Chúa Giêsu là những người họ đầy những cái gánh nặng, bây giờ họ trao cái gánh nặng lại cho Chúa để họ được yên nghỉ. Nhưng mà những người Pharisee là ngược lại, cái nghĩa là người ta muốn cho chất nhiều cái luật pháp, chất nhiều cái luật lệ trên đời sống của người đó, để muốn trở thành người Pharisee. Quý vị biết hồi đấy tôi có kể câu chuyện này rồi, đây là câu chuyện thật. Có một cái ông kia, đề tới Chúa đến làm chứng cho ông tin Chúa, và sau đó ông đồng ý hết rồi. Thì sau đó người đó nói là, ông mới hỏi là: xin lỗi thầy, thầy là bên thầy gọi là theo đạo gì? Thế thì người đó nói là: chúng tôi là Tin Lành. Ông nói hả? Không được. Cứ ông thầy nó hỏi tại sao vậy? Thôi thầy ơi, cái ông mở gần nhà tôi đó, ông là theo Tin Lành, sáng nào ông cũng đi nhóm hết. Mà ông về ông đánh vợ, đánh con, ông chửi rủa, ông làm đủ thứ. Bây giờ tôi đang tốt vậy, cứ tự nhiên bây giờ tôi trở thành người Tin Lành của tôi giúp ổng thì nó tệ quá, cho nên thôi tôi không dám cho đạo Tin Lành. Quý vị thấy không? Cho nên có những cái chúng ta, cái đời sống của chúng ta khiến người ta sợ đạo của Chúa. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta ăn năn với Ngài: Chúa ơi, xin Ngài tha thứ cho chúng con, để qua đời sống của chúng con người ta cảm thấy chúng con là những kẻ vui mừng, chúng con cảm thấy là những kẻ nhẹ nhàng, và chúng con biết trao những gánh nặng cho Chúa. Tất cả những cái lời hứa của Chúa đều được thực hiện khi chúng ta tin. Ngày hôm nay quý vị biết cái lý do mà tại sao mình tin Chúa rồi mình vẫn không được phước, mình vẫn cảm thấy như là mình xa cách Chúa. Vì sao? Cái đó là mình cảm tưởng thôi. Chứ còn thật sự nếu chúng ta tin rằng Chúa đã tha thứ cho chúng ta khi chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín, công bình tha thứ cho chúng ta. Ngài lấy hết những gánh nặng của quá khứ ra khỏi đời sống của chúng ta. Và tôi có cái bài cầu nguyện giải cứu, quý vị có thể tự giải cứu, có nghĩa là cầu nguyện công bố bẻ gãy những cái điều đó. Thì những cái điều đó mình bởi cái ơn của Chúa, bởi đức tin chúng ta, thì ma quỷ nó phải tránh xa chúng ta.
Nhưng mà nhiều khi chúng ta không biết, cho nên chúng ta cứ sống lẩn quẩn, cứ nghĩ là mình là người là phạm tội nhiều quá, Chúa không tha, mình không xứng đáng, mình là những kẻ nhỏ mọn, cho nên mình nhỏ mọn thế cứ thành ra nhỏ mỏ luôn. Cho nên xin Chúa cho chúng ta, để chúng ta hiểu được cái điều này và không bị lừa dối. Và xin Chúa cho chúng ta trao hết cái nặng cho Chúa. Và khi mà chúng ta dẫn người khác đến với Chúa thì chúng ta cũng giúp đỡ họ nhẹ nhàng, để không có bắt họ phải làm cái này làm cái kia. Có nhiều người thì họ vấp phạm vì cái dân 1/10, nhưng mà cái đó tôi sẽ nói phần sau. Nhưng mà đừng có, khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta đến với Ngài, chúng ta tự nguyện chúng ta làm, chứ không phải là một cái gánh nặng đặt trên đời sống của chúng ta. Chúng ta sẽ tiếp tục để chúng ta theo dõi điều đó. Và khi mà những người Pharisee đó, những người mà theo đạo Giuđa đó, khi mà Thánh Linh Chúa này đổ xuống trong thời kỳ công vụ các sứ đồ đó, thì bắt đầu nhiều người ngoại được tin nhận Chúa Giêsu. Và sau khi họ nghe như vậy thì họ, ông Phaolô và Ba-na-ba được Chúa sử dụng rất là lớn lao, những quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa, và Chúa gửi họ đi đến những người ngoại. Thì khi mà được nghe nhiều người tin Chúa thì bắt đầu những người của Pharisee mà họ tin theo đạo của Chúa đó, họ bắt đầu họ gây rắc rối cho những người đó. Họ bắt nó là phải làm phép cắt bì, phải theo cái luật định này, luật định kia của Môi-se hay là nhiều thứ. Thì ở trong công vụ đoạn 15, quý vị rảnh quý vị đọc hết đoạn, tôi chỉ đọc một số câu ở đây. Ở trong câu 5, nhưng có mấy kẻ về đảng Pharisee, quý vị thấy khi mà đến trong cái thời kỳ của Đức Thánh Linh á, thì nó không phải là đạo Pharisee nữa mà là đảng Pharisee. Đây là một cái đồn lũy, một cái điều mà ma quỷ nó vận hành trong cái những người này mà họ không biết. Cho nên đối với Chúa Giêsu, Ngài nhìn thấy sâu thẳm trong lòng của những người đó. Nhưng có mấy kẻ về đảng Pharisee đã tin đạo, đứng dậy nói phải làm phép cất bì cho những người ngoại và truyền họ phải tuân theo luật pháp Môi-se. Các sứ đồ và các trưởng lão bèn nhóm họp lại để xem xét về việc đó. Sau một cuộc bàn luận dài rồi, Phi-rơ đứng dậy nói cùng chúng rằng: Hỡi anh em, hãy biết rằng từ lúc ban đầu Đức Chúa Trời đã chọn tôi trong các anh em để cho người ngoại được nghe tin lành bởi miệng tôi và tin theo. Đức Chúa Trời là đấng biết lòng người, đã làm chứng cho người ngoại và ban Đức Thánh Linh cho họ cũng như cho chúng ta. Ngài chẳng phân biệt chúng ta với người ngoại đâu, vì đã lấy đức tin khiến cho lòng họ tinh sạch. Quý vị đang nghe nè, vì đã lấy đức tin khiến lòng họ tinh sạch. Vậy bây giờ cớ sao anh em thử Đức Chúa Trời gán cho môn đồ một cái ách mà tổ phụ chúng ta hoặc chính chúng ta cũng chưa từng mang nổi. Đó, chúng ta thấy khi mà ở những người họ tin Chúa, họ gặp Chúa rồi, thì họ thấy những cái mà luật lệ của con người đó bắt đầu là những cái gánh nặng mà ông kia đó gọi là cái ách đeo trên cổ người ta. Mà Chúa nói là ách của Chúa thì dễ chịu, gánh của Chúa thì nhẹ nhàng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết được những điều chúng ta đang tin và biết được cái ý muốn của Chúa trên đời sống của chúng ta. Ở trong câu 28, vậy ấy là Đức Thánh Linh và chúng ta đã ưng rằng chẳng gán gánh nặng nào cho anh em ngoài những điều cần dùng, tức là anh em phải kiêng ăn của cúng thần tượng, huyết, thú chết ngộ và chớ tà dâm. Ấy là mọi điều mà anh em khá kiêng giữ lấy, kính chúc bình an. Vậy khi các người đó từ giả hội thánh xuống thành Antioch, nhóm hết thảy anh em lại và trao thư cho người ta đọc thư, thấy điều vui mừng và được lời yên ủi. Đó. Cho nên khi mà hội thánh Chúa phát triển thì bắt đầu cái linh của Pharisee nó muốn bóp người ta, nó muốn đưa người ta vào lại những cái xiềng xích mà trước đây mà người Pharisee họ có. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Ngài đã ban cho Phi-rơ và các những người lãnh đạo trong thời kỳ bây giờ, họ biết được những điều Đức Thánh Linh muốn chứ không phải là những cái điều con người muốn. Cho nên họ đã giúp cho hội thánh của Chúa được cái sự bình an và thoát ra khỏi cái sự phiền sức của Satan. Cho nên cũng vậy, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, là chúng ta là những người được cứu, phải làm lành để được cứu. Trước đây quý vị thấy con người của chúng ta nghĩ là chúng ta làm những công đức, chúng ta làm điều này điều kia thì chúng ta sẽ được cứu. Nhưng mà thực sự ra đó, chúng ta được cứu để làm lành. Tự nhiên các công việc lành nó phát lộ trong đời sống của chúng ta bởi Đức Thánh Linh. Cho nên cái tình yêu của Chúa qua chúng ta, luôn đổ qua chúng ta, bắt đầu chúng ta làm những công việc lành. Chúng ta dâng hiến, chúng ta thờ phượng, chúng ta thăm viếng, chúng ta cầu thay, chúng ta làm chứng, tất cả là vì cớ chúng ta yêu Chúa Giêsu, chứ không ai bắt mình để làm bất cứ cái gì cả. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 5, họ làm việc gì cũng cố để cho người ta thấy. Là sao? Họ muốn biểu diễn bên ngoài. Họ dùng những cái mà Chúa muốn cho họ nó thành là biểu diễn thời trang. Và chúng ta sẽ coi ở trong đó là an có thể bài da cho rộng. 2011 á, dịch mọi việc cốt để phô trương cho người ta thấy. Họ mang những hộp đựng kinh luật thật to và làm những tua áo cho dài.
cái bản mà cái hộp mà đựng kinh đó, theo cái bản Amber File đó thì họ cũng dịch như vậy, có nghĩa là hộp nhỏ đựng những đoạn kinh thánh và mang nó khi cầu nguyện bên trái hay là bên trước trán. Ở trong Sách Tư Ký đoạn 13 câu 99, điều đó sẽ là một dấu hiệu nơi tay ngươi, là một kỷ niệm ở giữa cặp mắt ngươi, hầu cho luật pháp của Đức Giê-hô-va ở nơi miệng ngươi, và Đức Giê-hô-va đã dùng tay quyền năng rút ngươi khỏi xứ Ai Cập. Ở trong Phục đoạn 6 câu 8, khá buộc nó trên tay mình như một dấu ấn, và nó sẽ ở giữa hai con mắt ngươi như ấn chỉ. Ở đây chúng ta thấy là khi mà lời Chúa dạy á, là cái hộp đó để làm gì? Để chứa đựng lời của Đức Chúa Trời. À, khi họ mà họ gắn trên tay, họ gắn trên trán để họ ghi nhớ lời của Đức Chúa Trời. Nhưng mà ở đây á, người Pharisee họ lấy cái đó họ làm như là một cái đồ để trang sức, họ biểu diễn để cho người ta tao, những người này yêu mến Chúa nha, những này người này lúc nào cũng mang kinh thánh nha. Nhưng mà ở đây họ không có đem lời của Chúa vào trong lòng mà họ để ở ngoài để họ biểu diễn. Có một ông kia, ông mục sư, ông đến thì lâu quá rồi, cho nên mục sư thấy ông này ông không có đi nhà thờ, cho nên ông đến thăm. Ông ấy hỏi ông này, ông ấy anh có hay đọc kinh thánh không? Dạ có. Anh hay cầu nguyện á? Dạ, tôi là ngày tôi cầu nguyện 3 lần. Mình nghe mình thấy ông này đời yêu mến Chúa ha. Thì sau đó mục sư cũng tới, ông ngay cái tủ đó, ông mới thấy một cái quyển kinh thánh, hồi đó người ta làm bìa da với cái việc bìa da mà mạ vàng rất là đẹp, có cái dây kéo lại. Thì ông mục sư bắt đầu ông mở cái quyển kinh thánh, ông thấy bụi nó đóng lên quyển kinh thánh, nó không mở quyển kinh thánh nó ra, ông thấy có một cái chiến nhỏ ở trong cái quyển kinh thánh đó. Ông nói anh ơi, kiếm của anh mà anh bỏ trong quyển kinh thánh này coi chừng nó bể đó. Ông nói 3 tháng rồi đó mục sư, bây giờ tôi mới kiếm được cái kiếm. Đà, thì quý vị thấy là ông có đọc kinh thánh không? À, cho ông nói là một ngày ông cầu nguyện 3 lần, đó là 3 lần ăn cơm á, ông cầu nguyện thôi chứ không phải là ông tương giao với Chúa. Cho nên mình thấy ông không còn nhớ để cầu nguyện ăn cơm ha, nhưng mà xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, không phải kinh thánh để trang sức mà kinh thánh lấy để đọc. Quý vị quý vị đừng có chạy đôn chạy đáo nữa, quý vị đừng có tìm kiếm nơi những người khác nữa, hãy mở kinh thánh ra, hãy để thì giờ ở riêng với Chúa, tìm kiếm lời của Đức Chúa Trời, nói Chúa ơi xin hãy phán với con, Chúa Thánh Linh ơi xin dạy con. Còn khi mà quý vị đọc kinh thánh là quý vị được thông công với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Có nghĩa là Chúa với quý vị được giao thông với nhau qua lời của Đức Chúa Trời. Khi quý vị cầu nguyện là quý vị nói chuyện với Chúa, và khi quý vị đọc kinh thánh là quý vị được Chúa nói chuyện với mình. Và khi mà quý vị dùng lời Chúa liên tục như vậy, đời sống quý vị bắt đầu được chữa lành. Có những người họ đọc những câu kinh thánh, họ được chữa lành bởi lời của Đức Chúa Trời. Và có những người họ khi mà họ bắt đầu ghi nhớ, tâm trí họ được mở ra, họ bắt đầu họ được có sự khôn ngoan từ nơi Chúa, họ được có sự bày tỏ từ nơi Chúa. Và khi quý vị đọc lời Chúa, bắt đầu kinh thánh sẽ nói chuyện với quý vị, bắt đầu Chúa bày tỏ mình qua kinh thánh, Chúa dạy mình qua kinh thánh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có cầm nó trong tay như là vật để biểu diễn mình là con cái của Chúa, nhưng mà hãy đọc nó, hãy mở nó ra. Có một bà kia, bà muốn đọc kinh thánh mà bà không biết chữ, hồi nhỏ giờ bà không có đi học, bà lên trên giá bà ôm nguyện kinh thánh, bà đi qua đi lại bà cầu nguyện. Cái đứa con nó lên, nó thấy con nó nói mẹ mà làm gì đó, bà giật mình, bà ôm nguyện kinh thánh, bà nói là mẹ muốn đọc kinh thánh, mẹ không đọc kinh thánh được. Nó nói mẹ muốn đọc thì mẹ mở ra chứ, sao mẹ đọc mà ôm vậy mà đọc được. Cái nó ha, cái bà mở nguyện kinh thánh ra, bà nói Chúa dạy con đọc kinh thánh. Quý vị biết Chúa bắt đầu dạy cho bà đọc kinh thánh. Và khi bà ra ngoài tiệm bà mua một cái kiến để về đọc, thì ông đó mới đưa một tờ báo, bà nói tôi không có đọc được. Nó ủa sao bà đi bà mua kiến thì bà đọc sách mà. Nó tôi chỉ đọc được kinh thánh thôi chứ tôi không có đọc được báo. Cho nên Chúa bắt đầu Chúa dạy cho bà cái cách để ráp chữ và bắt đầu bà đọc kinh thánh. Và chuyện này là chuyện thật thưa quý vị. Và rất là nhiều người được kinh nghiệm Chúa khi họ khao khát lời Đức Chúa Trời. Khi nào quý vị khao khát Chúa hơn tất cả mọi sự, Chúa bắt đầu bày tỏ Ngài cho chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đừng có tâm tình của Pharisee nữa, đừng mang kinh thánh mà biểu diễn nữa, nhưng mà mang kinh thánh vào trong lòng của mình, cho nó vào trong mắt của mình, trong lòng của mình, và xin Chúa bắt đầu vận hành lời của Chúa để chúng ta nhớ lời của Đức Chúa Trời. Từ cái tua áo thì ở đây á là ở trong Dân Số Ký đoạn 15 câu 37, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng hãy nói nét cho dân Israel và biểu họ từ đời này sang đời kia, hãy làm một cái tua nơi các chéo áo mình, và trên mỗi tua kết một sợi dây màu điều. Các ngươi phải mang tua này, khi thấy nó các ngươi sẽ nhớ lại hết thảy điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm theo.
không theo tư dục của lòng và mắt mình, và điều làm cho các ngươi sa vào sự thông nhâm. Như vậy các ngươi sẽ nhớ lại mà làm theo những điều răn của ta, và làm thánh cho Đức Chúa Trời của các ngươi. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập, đang làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Đó, cho nên nghe Chúa muốn họ làm cái tour như vậy để làm gì? Để nhắc cho họ nhớ những lời của Đức Chúa Trời, những cái lời hứa của Ngài. Người ta nói là có hàng trăm ngàn lời hứa của Chúa ở trong Kinh Thánh. Nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy chúng ta nhận được bao nhiêu? Quý vị thấy đời sống mình rất là khốn khổ, đời sống của mình rất là nghèo nàn. Vì sao? Quý vị không biết cái tài sản của Chúa dành cho quý vị. 66 sách là 66 kho tàng của Đức Chúa Trời dành cho mỗi một người chúng ta. Và khi mà quý vị thấy những người mà họ đi kiếm kho tàng đó, đâu có phải tới có họ mở có họ vô đâu, họ phải đi kiếm, họ sẽ được sự hướng dẫn của bán đồ để họ thấy những cái vật báu ấy, chôn ở dưới đó. Và quý vị ơi, Chúa giấu những cái điều đó cho chúng ta để cho Satan nó không biết cái chỗ mà phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta. Nhưng mà làm sao để vào được những cái kho đó? Hãy vào trong nơi kín mật của Ngài, hãy vào trong nơi bí mật của Ngài. Đó là cái nơi chúng ta cầu nguyện riêng tư với Ngài. Ngài bắt đầu chỉ chúng ta những cuộn báu ở trong kho của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta vào đó lấy. Chúng ta sẽ hưởng được những cái bất cứ cái gì cho gia đình, cho sức khỏe, cho công ăn việc làm, cho sự khôn ngoan, cho chức vụ. Tất cả nó nằm ở trong nơi kín mật đó, ngày giấu đó cho chúng ta để Satan nó không có vào được. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là Ngài yêu chúng ta và Ngài muốn chúng ta hưởng được những cái, nhớ lại những cái mà Chúa muốn làm cho chúng ta, hơn là nhìn vào hoàn cảnh, nhìn vào những con người khác. Cho nên mỗi một đời sống riêng tư hay ở riêng với Chúa, quý vị sẽ thấy được những cái bí mật, những cái phước hạnh mà Chúa dành cho chúng ta trong kho báu của Ngài. Ví dụ cái thứ tư đấy là người Pharisee ở trong Matthew đoạn 23 câu 6 ưa ngồi trong đám tiệc, thích ngôi cao nhất trong nhà hội. Ở trong Luca đoạn 14 câu 10, nhưng khi ngươi được mời, hãy ngồi chỗ chót. Người đứng mời sẽ đến nói cùng ngươi rằng, hỡi bạn, xin ngồi lên cao hơn. Vậy thì điều đó sẽ làm cho ngươi được kính trọng trước mặt những người đồng bàn mình, bởi vì ai tự nhắc lên sẽ bị hạ xuống, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên. Cái nguyên tắc của Chúa là hạ mình thì được tôn cao, mà hễ ai mà tôn cao thì bị hạ mình. Mà đây cái người Pharisee là gì? Họ thích cho người ta biết họ, người ta thích ở nơi đám tiệc cái gì cũng là họ luôn luôn là những người cao nhất, họ luôn luôn là những người giống như là những cái máy quay phim đang chú tâm về họ, họ coi họ là những người đang được những cái cặp mắt tập trung nhìn những điều đó. Và đây là cái linh của sự kiêu ngạo, đây là cái mà Chúa rất là gớm ghét và Chúa chống cự những cái kiêu ngạo. Cho nên xin Chúa cho chúng ta giấu mình ở trong Ngài, bí mật ở trong Ngài, để Ngài có thể bày tỏ chính mình Ngài qua chúng ta hơn là chúng ta tự phô trương ra. Cho nên quý vị thấy có những người họ muốn hầu việc Chúa, nhưng mà sau đó vì cớ họ tự phô trương họ ra, mới đầu có khi Chúa sử dụng họ, mới đầu Chúa sức dầu cho họ, nhưng mà sau đó họ tự đưa mình lên, cho nên Chúa phải hạ họ xuống vì cớ Chúa thương họ. Cho nên Chúa, tôi cầu nguyện với Chúa rất là nhiều, tôi nói xin Chúa giúp đỡ con, xin Chúa giữ con và xin Chúa ở cùng con, để con không bị rơi trong cái tình trạng này. Quý vị ơi, cái sự kiêu ngạo là cái điều rất là dễ có trong đời sống của chúng ta. Tôi không biết quý vị, nhưng mà đa số những người hầu về Chúa là những người cái điều này nó tấn công thường xuyên, cho nên họ phải cậy ơn Chúa để vượt qua, còn không thì ma quỷ nó sẽ đưa nó được vào trong đời sống của họ và nó cướp mất cái sự sức giàu của họ. Và trong câu 7 đó là muốn người ta chào mình giữa chợ và ưng người ta gọi mình bằng thầy. Quý vị biết cái nhiều người đó họ được phong chức đó, mà trước đây họ là thầy, là cô. Thì khi mà được phong chức lên làm mục sư rồi mà mình lỡ kêu họ là bằng cô, bằng thầy, họ không có vui đâu. Cho nên quý vị thấy cái linh của Pharisee nó đi vào trong lòng của con người. Thật sự ra cái lời chào của người khác họ tôn trọng mình là cảm ơn Chúa, nhưng mà chúng ta tôi cảm nhận là có sự kính trọng từ bên trong chứ không phải là những cái bên ngoài đó. Nhiều khi họ chào mình bằng thầy, bằng cô, nhưng mà trong lòng của họ rất là khinh mình vì cái đời sống của mình không tốt trước mặt Chúa. Nhưng mà nhiều khi họ gọi mình là anh em thôi, mà trong lòng họ cảm thấy rất là gần gũi với mình vì cái tình thương của Chúa ở trong mình, mà mình tôn trọng họ, họ tôn trọng mình. Cho nên xin Chúa cho chúng ta là những người bắt đầu những con người thật với Chúa, chứ không phải là những người cần màu mè, cần những cái ở bên ngoài. Và chúng ta sẽ học biết tại sao mà ở đây Chúa nói cái điều là ở trong câu 8, nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy, vì các ngươi chỉ có một thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em. Cũng đừng gọi người nào thế gian là cha mình, vì các ngươi chỉ có một cha là đấng ở trên trời. Cũng đừng gọi ai là chủ mình, vì các ngươi chỉ có một chủ là đấng Christ.
À, ở đây mình nói ủa lạ, sao kỳ vậy? Chú biểu đừng có gọi thầy mà sao mình gọi thầy? Đừng gọi chủ mà mình lại gọi chủ. Bây giờ Kinh Thánh sẽ giải thích cho mình. Trong Ma-la-chi đoạn 1 câu 6, con trai tôn kính cha mình, đầy tớ tôn kính chủ mình. Vậy nếu ta là cha, nào sự tôn kính thuộc về ta ở đâu? Nếu ta là chủ, nào sự kính sợ ta ở đâu? Đức Sê-va vạn quân phán vậy cùng các ngươi, hỡi các thầy tế lễ khinh dễ danh ta. Các ngươi lại nói rằng Chúa của tôi có khinh dễ danh Ngài ở đâu? Ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 1, ấy chính Ngài đã ban cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giáo tin lành, kẻ khác nữa là mục sư và giáo sư. Ở trong Ti-mô-thi nhất đoạn 2 câu 7, ta nói thật không nói dối, vì lời chứng ấy ta đã được cử làm thầy giảng và sứ đồ và giáo sư cho dân ngoại để dạy cho họ về đức tin và lẽ thật. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9, nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi tối tăm đến nơi sáng láng lạ lùng. Ở đây quý vị sẽ thấy được cái chức vụ Chúa ban cho, cái ơn Chúa ban cho, chứ không phải là cái địa vị mà Chúa muốn chúng ta nhào vô. Đó, mà đây người Pharisee họ biến cái đó thành một cái địa vị, họ kiểm soát đời sống thuộc linh của người khác. Thực sự những cái ơn Chúa ban cho là để phục vụ. Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, Ngài là vua vinh hiển, Ngài xuống ngày mai một tâm tình phục vụ, Ngài rửa chân cho các môn đồ. Nhưng mà ngày hôm nay có nhiều khi chúng ta được một cái địa vị nào đó, người ta gọi mình bằng thầy, bằng cô gì đó, bắt đầu chúng ta nghĩ chúng ta là những người quan trọng, là những người mà người ta phải phục vụ, thì chúng ta đã đi sai cái mục đích của Kinh Thánh. Mà chúng ta thấy ông Phaolô, ông Phi-e-rơ, tất cả những người đó là những người phục vụ, hạ mình xuống phục vụ. Ông Phaolô, ông đã khóc, ông đã phải bị nhiều cái nan đề trong cuộc đời của ông vì hội thánh của Đức Chúa Trời. Và ông hạ lòng mình xuống, ông phục vụ anh em với cả tấm lòng của ông cho đến hơi thở cuối cùng. Đó, cho nên xin Chúa đặt cái điều này để chúng ta lấy ra khỏi những cái mà chúng ta muốn người khác tôn trọng cái bề ngoài này đi. Chúa lại nhìn thấy tận ở trong lòng của chúng ta. Ngài nhìn đến nó sâu thẳm của chúng ta là chúng ta muốn gì. Cho nên xin Chúa cho chúng ta muốn là Chúa ơi con muốn Ngài được vinh hiển. Xin Chúa giấu con ở trong huyết của Ngài. Xin Chúa giấu con trong nơi kính mật của Ngài. Đến người ta thấy Chúa người ta không cần thấy con nữa. Quý vị có biết rất là nhiều lần tôi tự nhắc tôi rằng là anh em không cần tôi đâu. Anh em cần Chúa ở trong tôi chứ không phải là cần tôi. Đó. Vì cái Chúa ở trong tôi cho nên em muốn biết, muốn nghe được lời của Đức Chúa Trời. Chứ tôi là cái gì? Tôi không là cái gì cả. Đó, nếu mà Chúa không sử dụng tôi, Ngài không ban ơn cho tôi, ai có thể nghe tôi đây? Đó, cho nên ở đây tôi luôn tự nhắc mình để tôi ở và giấu đi ở trong Ngài để Ngài được vinh hiển qua đời sống của tôi. Và tôi xin Chúa hãy tiếp tục giữ cái điều đó trong tôi và trong anh em. Vì cái nguyên tắc của thiên đàng ở trong trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 11, song ai lớn hơn hết trong các ngươi thì phải làm đầy tớ các ngươi. Cái nguyên tắc của cái người lãnh đạo nó ở dưới, cái nền nó ở dưới, rồi bắt đầu nó mới từ từ xây lên. Đó, quý vị thấy là Chúa nói là Chúa là hòn đá góc nhà. Đó, xong rồi cái ông Phaolô nên là mỗi người xây trên cái nền đó, thì người thì lấy vàng, bạc, cỏ khô, rơm rạ, đủ thạch, mỗi người xây một cách khác nhau. Nhưng mà ai mà xây trên cái nền đó thì lửa sẽ chỉ ra. À, những cái mà vàng bạc thì nó còn tồn tại, nhưng mà những cái như rơm rác thì lửa nó sẽ chỉ ra. Cho nên những cái hoạn nạn, những cái thử thách, những cái sự khó khăn, nó sẽ thử những cái điều chúng ta làm là những cái đó chúng ta làm cho Chúa hay là chúng ta làm cho mình. Đó, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, và chúng ta có cái tâm tình để phục vụ người khác và tôn trọng người khác, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Đó. Và khi mà hội thánh như vậy thì tôi nghĩ rất là được phước. Đó là lý do tại sao hội thánh đầu tiên họ rất là được phước. Cái nền nó được xây bởi Chúa Giêsu và bắt đầu các sứ đồ họ xây trên cái nền đó. À, cái người nào mà cao nhất là cái người nó nhỏ nhất. Đó, tại vì cứ sau cùng cho nên mới nằm ở trên đầu. Đó, nhưng mà bây giờ người ta lại nghĩ là những người lãnh đạo là phải ở trên đầu. Ở trên đầu xong là lãnh đạo bắt đầu mới kiểm soát xuống tận ở dưới luôn. Cho nên Chúa đâu có làm việc gì được. Đó, Chúa thì muốn từ dưới đi lên, mình muốn từ trên mình đi xuống. Đó, cho nên bây giờ mình làm ngược lại với Kinh Thánh, bây giờ mình hãy làm lại. Chúa ơi, bây giờ con để Chúa là cái nền, là vững chắc. Bây giờ xin Chúa dạy cho con cái cách để xây, để giúp đỡ người khác. Và cái tấm lòng của con để giúp đỡ cho con phục vụ giống như Chúa Giêsu. Cái người nào mà muốn giống Chúa Giêsu là người đó thích phục vụ người khác. Cái người nào không giống Chúa Giêsu mà giống Pharisee là thích người khác phục vụ mình. Có một ông kia, ông bên Chúa 3 năm. Và ông mục sư cũng luôn luôn đến để chào ổng, bắt tay ổng. Thì sau đó ông mục sư, ổng bắt đầu ổng không chào, không bắt tay nữa. Ông này ổng tức mình.
Ông nói là 3 năm nay á, mục sư lúc nào cũng chào mình, bây giờ ông không thèm chào mình nữa. Ông đến ông hỏi mục sư, ông nói lý do tại sao mà mấy lần là ông bắt tay ông chào tôi, bây giờ ông chào tôi sư. Ông mục sư hỏi là anh tin Chúa được bao lâu rồi, bây giờ được 3 năm. Ông nói sứ đồ của Chúa 3 năm là bắt đầu đi ra giảng đạo, anh 3 năm vẫn còn ngồi đó, anh bị tôi, anh chờ tôi chào, tại sao anh không đứng dậy anh đi chào, anh thăm người khác. Ông nói thế bắt đầu từ đó Chúa thay đổi ổng, mà sau đó Chúa kêu gọi ổng qua Việt Nam hầu việc Chúa. Thấy không quý vị, thấy không, hãy bỏ cái trẻ con này, hãy bỏ để muốn người ta tôn trọng mình đi, nhưng hãy bắt đầu tôn trọng Chúa và tôn trọng anh em đi, rồi Chúa sẽ có cách để Chúa giúp đỡ chúng ta và mở cho chúng ta có những cơ hội để hầu việc Ngài. Ở trong Mát đoạn 9 câu 35, Ngài bèn ngồi kêu 12 sứ đồ và phán rằng, nếu ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Đó là nguyên tắc của thiên đàng. Ở trong Samuel nhất đoạn 2 câu 7, Đức Chúa Trời làm cho nghèo nàn và làm cho giàu có. Ngài hạ người xuống lại nhắc người lên, đem kẻ khốn cùng ra khỏi bụi đất và rút người nghèo khổ ra khỏi đống phân, đằng để cho ngồi bên các quan trưởng cùng mang cho một ngôi vinh hiển làm cơ nghiệp. Trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 34, quả thật ngày nhạo báng kẻ nhạo báng, nhưng ngày ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Quý vị ơi, Chúa thích làm bạn với người khiêm nhường. Thật sự đây, của cải Chúa ban cho chúng ta có, địa vị Chúa ban cho chúng ta có, tất cả mà chúng ta là đến từ Chúa, chúng ta không có gì cả. Chúa ban cho chúng ta để làm chi? Để tôn cao Chúa, để phục vụ anh em. Nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta ý thức được những cái điều mà Chúa đang cho chúng ta. Và trong thứ sáu là người Pharisee là những người ngăn trở nước thiên đàng, khốn cho các ngươi. Ở trong câu 13, thầy thánh giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đóng nước thiên đàng lại trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà ai muốn vào thì lại ngăn trở. Ở trong Luca đoạn 11 câu 52, khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào mà các ngươi, mà người khác muốn vào thì lại ngăn cấm không cho. Quý vị thấy không? Và trong Matthew đoạn 2 câu 4 hồi nãy tôi đọc đó, những thầy thông giáo, những thầy tế lễ đó biết Chúa Giêsu sinh ở đâu, nhưng mà chỉ cho ông Herod đến để giết Chúa Giêsu. Từ khi Chúa sinh ra là cái Pharisee này với những thầy tế lễ đã ngăn trở Chúa Giêsu rồi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta không phải là những người ngăn trở người khác đến với Chúa. Chúng ta ngăn trở bằng cái đời sống của chúng ta, chúng ta ngăn trở bằng lời nói của chúng ta, chúng ta ngăn trở về cái mối tiếp xúc của chúng ta hàng ngày, hay là cái cách của chúng ta thờ phượng Chúa, thì chính những cái đó là những cái ngăn trở người khác đến với Chúa. Cho nên buổi tối hôm nay nói, Chúa ơi, xin Chúa chỉ cho con cái cách nào để đem người ta đến với Ngài. Và quý vị thấy cái ngôi sao đó là dẫn tất cả mọi người đến tại Bethlehem để thờ phượng Ngài. Cho nên Chúa muốn chúng ta là những ngôi sao sáng để đưa người ta đến với Chúa Giêsu, chứ không phải đưa người ta đến với con người hay là đến với chính mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có một cái tâm tình mà cái điều mà Chúa muốn, và loại trừ những cái mà Pharisee muốn, những cái mà ngăn trở Chúa trong buổi tối hôm nay, và xin Chúa chỉ ra cái điều nào mà chúng ta ngăn trở Chúa. Cái thứ bảy là ở trong 23 câu 14, khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi làm bộ đọc lời cầu nguyện cho dài mà nuốt nhà đàn bà quá, vì cái đó các ngươi sẽ bị đoán phạt nặng hơn. Câu 15, khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi đi khắp dưới trên nước trên bộ để khuyên cho một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên địa ngục gấp hai các ngươi. Tôi nói về câu 14 một chút xíu, là cái người Pharisee nó, họ có một, họ cầu nguyện dài lắm, họ cầu nguyện giống như là những cái list của họ, họ cầu nguyện dài lắm, nhưng mà họ nói như vậy họ nghĩ rằng là họ sẽ được cứu, họ sẽ được đẹp lòng với Chúa Trời. Nhưng mà đây Chúa cảnh báo là vì cái người ngoại trong cái thời điểm bây giờ đó, họ có nhiều cái tà thần lắm, họ sợ ông này không ăn phước, họ kêu ông khác, cho nên họ có nhiều cái người cũng bắt đầu họ kêu danh mấy người đó ra để họ nhờ những cái người đó, ông này không giúp thì ông kia cũng giúp. Đó. Nhưng mà ở đây á, người Pharisee họ bị cái đó đưa vào trong đời sống của họ, cho nên họ nghĩ họ nói nhiều, họ nói dài thì họ sẽ được cứu, thì Chúa không có đẹp lòng với điều đó. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trên đường dây của chúng ta cũng tập cầu nguyện ngắn gọn súc tích. Quý vị thấy có những khi mà tôi cầu nguyện cho tất cả anh em á, tại vì tới mấy chục người tôi phải cầu nguyện dài, nhưng mà thường khi tôi cầu nguyện, tôi thường cầu nguyện ngắn gọn, đi vào trong vấn đề. Đó là cái điều anh em để tập cầu nguyện. Và xin Chúa giúp để chúng ta không dùng những cái từ của thế gian hay là của ngoại giáo trước đây mà đưa vào trong sự cầu nguyện của mình. Đó, cho nên chúng ta tập ví dụ như Chúa ban ơn, Chúa ban phước,
Đó, thì những cái từ đó xin Chúa cho chúng ta tập để chúng ta nói theo cách của Kinh Thánh. Cho nên quý vị nghe những cái bài học hay nghe những cái lời cầu nguyện công bố, tôi biết người nào mà hay sử dụng là tôi thấy cái lời cầu nguyện của họ khá. Vì sao họ bắt họ sử dụng lời của Đức Chúa Trời để họ cầu nguyện. Tôi rất là cảm ơn vì cái tinh thần cầu nguyện của anh em. Tôi không có chỉ trích anh em đâu nha. Ở đây là tôi giúp anh em, cho nên ai mà có gì đụng á, buổi tối hôm nay á, mà có cái gì đụng á, là bắt đầu mình lấy cái đó ra mình giục, chứ đừng có đụng bữa nay cho cổ vậy, cổ nói tôi đó. Không có, Chúa nói với tôi trước, Chúa xử tôi trước, rồi bây giờ lời Chúa giải quyết và giúp đỡ cho chúng ta. Và quý vị biết khi mà người Pharisee đó, họ có một cái tinh thần đi truyền giáo, họ đi khắp nơi ở đây, nó họ đi trên bộ, đi dưới nước, họ đi khắp nơi để làm chi, họ đem người ta vào, nhưng mà đem rồi họ làm cho cái đời sống người đó khổ gấp đôi, địa ngục gấp đôi. Và đây trong cái từ á, khi tôi nghiên cứu cái bản từ tiếng Hebrew và cái tiếng Anh á, thì người ta có dùng cái chữ là cái địa ngục này á, là dùng cái chữ là Gehenna, đó là từ của Hy Lạp. Tiếng Hebrew gọi là Gehinnom, trong thung lũng của Hinnom, tiếng Việt là Hinnom, là cái nơi gì? Nơi để quan sát chết và rác rến, hoặc là những thây của những người bị tử hình, bị vứt bỏ ở đây. Và họ đốt lửa liên tục để cháy những cái rác rến đó. Và có nhiều cái khu, những cái chỗ nào mà lửa nó không cháy đến thì bắt đầu có giòi, sâu, bọ, tất cả những cái chỗ đó nó phát triển ở tại đó. Vì những cái con sâu bọ đó bắt đầu nó gặm nhấm những cái xác chết đó của con người hay con vật bị quăng ở chỗ đó. Và theo cái lịch sử của dân Israel á, trong các vua thứ nhì đoạn 23 câu 10 đó, thì nó là người cũng làm ô uế tô phết tại trong chủng của con cái Hinnom. Hầu cho từ đây về sau không ai đưa con trai hay con gái mình qua lửa cho má đó, thung lũng của Hinnom. Hinnom có nghĩa là khóc lóc. Đó. Thì trong cái thời kỳ của dân Israel trước đây đó, họ dùng cái chủng này để họ dâng con cái cho thằng Moloch. Cái thằng Moloch là họ làm bằng một cái tượng, nó bằng đồng, bắt đầu họ nung lửa lên, có xong rồi bỏ em bé vào đó, họ dâng cho thằng Moloch. Đó. Cho nên họ giết cái con cái của mình qua lửa, cho nên đây là một cái điều vướng giết trước mặt của Chúa Trời. Và sau thời kỳ các vua đó rồi, thì trong cái thời kỳ mà Chúa Giêsu đang nói đây thì họ biến cái chủng nó thành nơi để quăng xác chết hay là quăng những rác rến đó. Thì bây giờ Chúa dùng cái hình ảnh này để nói rằng những người Pharisee đó, họ cũng làm cho đời sống của người khác bị khốn khổ, bị hôi thối, giống như cái chỗ này là cái chỗ mà Hinnom á, cái chủng Hinnom đó. Cho nên Chúa dùng cái hình ảnh này để cho người Pharisee thấy là chính đời sống của họ đã không được phước mà họ đem người khác đến để không được phước nữa. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và phần thứ 8 là họ đưa mù thuộc linh. Ở trong câu 16 của đoạn 23, khốn cho các ngươi là kẻ mù dẫn đường. Các ngươi nói rằng nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can chi, xong chỉ vàng của đền thờ mà thề thì phải mất lời thề vậy. Hỡi cái dại và mù, vàng và đền thờ làm cho vàng nên thánh, khi nào trọng hơn? Ở trong Xuất Gia Tư Ký đoạn 30-29, ấy vậy ngươi sẽ biệt các vật này riêng ra hầu cho làm rất thánh, thì món chi đụng đến đều sẽ được nên thánh. Chúa thì dạy như vậy, họ dạy có một nửa thôi. Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta cẩn thận khi chúng ta dẫn người khác. Đừng sử dụng một nửa lời Chúa mà phải sử dụng trọn cái lẽ thật của Ngài. Mà làm sao để chúng ta có thể học biết được điều đó? Chúng ta để dành thì giờ ở riêng với Chúa, tìm kiếm lời của Chúa. Cho nên quý vị thấy khi mà tôi muốn chia sẻ cho quý vị, tôi để dành nhiều thời gian lắm. Tôi học với Chúa, tôi nghiên cứu từ lời của Chúa, rồi tôi kiểm tra lại những cái khác. Và nhiều khi tôi suy nghĩ nó không có chính xác thì tôi phải kiểm tra lại nhiều bản kinh thánh, coi thử là những người đó họ nói có giống nhau hay không. Đó, cho nên qua điều đó điểm chi để quý vị biết được kinh thánh chính xác hơn, chứ tôi không phải nói cho cảm xúc của tôi. Mặc dù tôi được cái dạy dỗ là về ứng dụng thuộc linh, nhưng mà về kinh thánh cái vấn đề giải nghĩa thì tôi phải nhờ nhiều người ở họ hiểu biết về lời Chúa để ủng hộ cho chúng ta, để chúng ta biết một cách chính xác. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 22-29, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng các ngươi lầm vì không hiểu kinh thánh và cũng không hiểu quyền phép của Đức Chúa Trời. Cho nên người Pharisee họ lầm lắm, họ sai lầm lắm. Hiểu mà hiểu lầm chứ không hiểu đúng. Đã, cho nên họ hiểu không đúng về lời Chúa, cho nên họ dạy sai về lời của Chúa. Và trong phần 9 là họ bỏ qua những điều quan trọng. Ở trong câu 23 đoạn 23, khốn cho các ngươi là thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. À, vì các ngươi nộp một phần 10 bạc hà, hồi hương và rau cần. Ở trong Lê Vi Ký đoạn 27-30, phàm thấy một phần 10 thổ sản, bất kỳ vật gieo hay là hoa quả của cây đều thuộc về Đức Chúa Hồ-va, ấy là vật thánh. Một phần 10 là một vật thánh, một phần 10 là thuế cho Đức Chúa Hồ-va. Đó. Và người Pharisee họ rất là trung tín, họ làm rất là tốt, nhưng mà họ lại bỏ qua những cái điều hệ trọng hơn. Thì ở đây nói gì? Đó là
sự công bình, sự thương xót và lòng trung tín. Đó là những điều các ngươi phải làm mà cũng không nên bỏ sót những điều kia. Hỡi kẻ mù dẫn đường, các ngươi lọc con rùa nhỏ mà nuốt con. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 15 câu 14 hãy để vậy. Đó là những kẻ mù dẫn đưa. Nếu kẻ mù dẫn đưa kẻ mù thì cả hai sẽ té xuống hố. Chứ người Pharisee họ rất là trung tín 1/10, nhưng mà họ lại không có làm theo những cái điều mà Chúa muốn dạy. Họ từ bỏ Chúa Giê-xu. Họ là những người bắt bớ Chúa Giê-xu. Họ là những người ngăn trở Chúa Giê-xu. Họ là những người dòm hành Chúa Giê-xu. Cho nên quý vị thấy có những cái xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta làm theo lời của Chúa. Và tôi nói về 1/10 một chút xíu. Quý vị đừng hiểu sai nha. Tôi không kêu gọi bất cứ một người nào dâng 1/10 tới online. No. Quý vị dâng 1/10 cho cái hội thánh mà quý vị đang đi thờ phượng Chúa, để làm chi? Để cho quý vị được phước và để cho hội thánh nó có những cái tiền bạc để mà có thể sử dụng. Đó, quý vị đừng nghĩ rằng là tôi kêu gọi để quý vị dâng hiến. Đó, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta làm theo lời của Chúa dạy. Có nhiều người nói là tiền phần 10 là cựu ước, còn tân ước thì Chúa không có nhắc. Mà đây này, Chúa nhắc lại là điều đó các ngươi làm. À, đó là những điều các ngươi phải làm. Tức nghĩa là những cái điều dân 1/10 là phải làm vì đó là mệnh lệnh của Chúa. Nhưng mà đừng bỏ những điều kia. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là cân bằng đời sống của chúng ta trong lời của Đức Chúa Trời và cái cách để Chúa cho chúng ta sống hàng ngày. Để có cái lòng, có sự công bình của Chúa, có sự thương xót của Chúa và có lòng trung tín. Cái người nào mà tin chúng thì người đó sẽ trung tín. Mà người nào mà không trung tín thì người đó tin không có trúng. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta là chúng ta tin trúng ha. Và phần thứ 10 là quan tâm bề ngoài hơn bề trong. À, khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi rửa bề ngoài chén và mâm, ở trong thì đây những sự ăn cướp của quá độ. Hỡi người Pharisee mù kia, trước hết phải lau bề trong chén và mâm, hầu cho ngoài cũng được sạch sẽ. Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mùa mã, tô trắng bề ngoài đẹp, bề trong thì đây xương chết và mọi thứ dơ giấy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình nhưng ở trong thì trang chứa sự giả hình và tội lỗi. Đó. Cứ nhìn sâu vô trong tấm lòng của người đó, cứ thấy những cái tội lỗi, cứ thấy của ma quỷ nó đang điều khiển họ, cứ thấy những cái tội ác ở trong đời sống của họ. Nhưng mà bề ngoài họ thấy là họ ok. Có nhiều người ngày hôm nay mình đến mình thấy họ có cái gì đó, mình muốn cầu nguyện cho họ, nó không, tôi ok, tôi không có gì hết trơn á, tôi không có cay đắng ai hết, tôi không có buồn phiền ai hết, tôi không có giận ai hết. Nhưng mà thật sự là bên trong họ có những cái điều đó mà họ không biết. À, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta thấy, Chúa cho, Chúa chỉ cho chúng ta thấy bên trong của chúng ta mà chúng ta ăn năn một cách sâu xa. Và quý vị hãy nhớ khi ăn năn là tin mình Chúa tha thứ. À, đó để chúng ta sống một đời sống tự do. Chứ nếu mình mang cái gánh nặng nó từ năm này qua năm kia thì đó là quay chừng Pharisee nó bỏ lên trên mình, với Chúa thì Chúa muốn tất cái gánh nặng khỏi đời sống của mình. Và ở câu kế tiếp đó là ở trong câu 29, khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi xây đắp mùa mảng của đấng tiên tri, trao dồi mùa mảng của người công bình, và nói rằng nếu chúng ta ở cùng thời với tổ phụ thì không hùa theo người mà làm đổ máu các đấng tiên tri vậy. Ấy đó, các ngươi tự làm chứng cho mình thật là con cháu của những người giết các đấng tiên tri vậy. Quý vị thấy ở đây họ nói ô tôi á, mà nói tôi ở trong cái thời điểm đó tôi không có làm như vậy. Có khi nào quý vị hay nói cái đó không? Có ông đó ông làm vậy với tôi mà vậy tôi không có làm vậy. Nhưng mà thật sự có nhiều khi chúng ta đối diện với hoàn cảnh chúng ta còn tệ hơn nữa, làm tệ hơn nữa đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy họ nói là họ không có bắt bớ cái đấng tiên tri mà bây giờ họ xây những cái mồ của các đấng tiên tri đó. Nhưng mà Chúa nói rằng là họ cũng làm y như vậy và làm hơn nữa, là họ đang bắt bớ Chúa Giê-xu, họ đang bắt bớ con của Đức Chúa Trời là đấng để đến và cứu họ. Và cái người Pharisee nào quý vị, nếu mà đọc ở trong Ma-thi-ơ, Mác, Luca, Giăng, nó đi suốt cho đến công vụ các sứ đồ luôn, thì những cái linh của Pharisee nào nó đeo đuổi những người đó, bắt đầu bắt bớ Chúa, giết Chúa, hại Chúa, dồn hành Chúa, ngăn trở Chúa. Thì ngày hôm qua khi mà tôi cầu nguyện, Chúa nói với tôi là cái linh Pharisee đó ngăn trở nước thiên đàng. Cho nên buổi tối hôm nay chúng ta phải loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và trong cái khi mà họ bị như vậy á, thì trong câu 32 nó là vậy thì hãy làm cho đầy dẫy cái lương của tổ phụ các người. Ở trong bản dịch của 2011 á, hãy làm tiếp cho trọn mức độ tội ác của tổ phụ các người đi. Trong câu 33, hỡi loài rắn, dòng dõi rắc lực kia thế nào mà tránh khỏi sự đoán phạt nơi địa ngục được. Chúa biết và Chúa nói là họ đang đi trên con đường đó. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 20, người ta phán cùng các ngươi rằng nếu sự công bình các ngươi chẳng trỗi hơn sự công bình của thầy thông giáo và người Pharisee thì các ngươi chắc không vào nước thiên đàng. Cho nên cái luật của Chúa nó cao hơn cái luật pháp của Môi-se. Cái luật của Chúa nó không còn là đúng là sai nữa. Ví dụ người ta giận mình là mình đúng họ sai,
Nhưng mà khi mà quý vị bước vào trong luật của Chúa, là mà Chúa nó hãy cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình, chúc phước cho những kẻ rủa sả mình. Đó là cái luật của Chúa. Đó, luật của Chúa là gì? Là cao hơn đúng và sai. Cho nên khi mà tôi đi ra ngoài Hà Nội đó, các em trong miền Nam á, thì họ nói là anh đúng tôi sai, hoặc là anh sai tôi đúng. Nhưng mà khi ra miền Bắc họ nói là anh sai tôi sai, Chúa mới đúng. Họ bắt đầu lấy cái luật của Chúa để họ ứng dụng. Thì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, nhiều khi cứ đúng sai hoài, cho nên chúng ta không đi được đến cái chỗ chung kết. Nhưng mà khi chúng ta hạ mình xuống, ăn năn với Chúa, thì Chúa bắt đầu chú trị cho chúng ta, và chúng ta dựa theo lời của Chúa để giúp đỡ chúng ta, hơn là chúng ta dựa theo cái sự khôn ngoan. Có một câu chuyện ở hai vợ chồng chuẩn bị dọn nhà trong cuối năm để ăn Tết Nguyên Đán. Thì bắt đầu cái ông chồng thấy một con chuột nó chạy ra, ông mới nói rằng là mình đứng với con chuột này, chứ mà hai người súng nhau đánh con chuột. Thì ông mới nói là anh biết con chuột nó chạy qua hướng này. Cái bà mới nói không, em biết con chuột nó chạy qua hướng kia. Hai bên bắt đầu cãi nhau quá nhiều chừng vì cái vụ mà con chuột nó chạy qua hướng nào. Xong cái hai người làm thinh, thấy mặt mày đỏ kè lên rồi tức rồi thôi làm thinh. Nên xong cái ông chồng nó xin lỗi, nói chứ anh đâu có nói gì đâu, anh chỉ nói là con chuột nó chạy hướng này thôi. Cái bạn nó thì em đâu nói gì, em chỉ nói là con chuột nó chạy hướng này, nhưng mà anh thấy nó chạy qua hướng này. Thế bắt đầu hai người cãi tiếp, cuối cùng không thèm dọn nhà, tức cái mình luôn khỏi ăn Tết luôn đó. Vì cái chuyện con chuột thôi, đúng hay sai đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là chúng ta lấy tình thương của Chúa để giúp đỡ lẫn nhau, bỏ qua cho nhau và gây dựng lẫn nhau. Đừng có dựng nhau lên mà gây là tội nghiệp lắm nha quý vị. Đó, và ở đây chúng ta sẽ coi cái linh của Pharisee nó phát xuất từ đâu. Mà ở trong câu 34, cái phần 11 đó là thái độ từ chối sự thương xót của Chúa. Ở trong câu 34, vậy nên này ta sai những đấng tiên tri, kẻ khôn ngoan và thầy thông giáo đến cùng các ngươi. Trong những cái ấy, kẻ thì các ngươi giết và đóng lên linh thập tự, kẻ thì các ngươi đánh đập trong nhà hội mình, và các ngươi sẽ đuổi bắt từ họ từ thành này qua thành kia, hầu cho hết thảy máu vô tội bị tràn ra trên đất, đổ về các ngươi từ máu A-bên là người không bình. Thì A-bên, câu chuyện của A-bên và Ca-in á, Ca-in đã giết A-bên. Thì cái lý do mà Ca-in giết A-bên là vì lý do Chúa nhận lời của A-bên mà không nhận của lễ của Ca-in. Thì từ đó bắt đầu ông cay đắng Ca-in, và Chúa có tỏ cho Ca-in á là hãy quản trị tội lỗi, nó rồi ngươi trước cửa nhìn ngươi phải quản trị nó. Nhưng mà Ca-in đã để cái sự cay đắng đó nó thắng hơn cái điều cảnh báo của Chúa, và sau đó ông đã giết em của mình. Và đây cũng vậy, Chúa nhắc lại cho trời thấy là nó đã phát xuất từ khi sáng thế rồi, nghĩa là từ cái chỗ cây đắng ghen ghét, thấy người ta được phước mình không được phước, thấy người ta được ơn mình không được ơn, thấy Chúa dùng tan Chúa không dùng mình. Đó cũng là một cái để khởi điểm để cái linh của Pharisee, một cái sự cây đắng, sự ghen ghét nó sẽ hoành hành trong đời sống của người đó, và nó làm cho người đó tạo đủ điều kiện để bắt bớ những người nào phòng sự Chúa. Và cái tiếp là gì nữa? Cho đến máu Sacheri là con của Barachi mà các ngươi đã giết ở giữa khoảng đền thờ và bàn thờ. Ở trong sự ký nghị đoạn 24-20, thần của Đức Sơ-va cảm động Sacheri, con trai của thầy tế lễ Jehoiada, người đứng dậy trước mặt dân sự mà nói rằng Đức Chúa Trời phán như vậy, cớ sao các ngươi phạm điều răn của Đức Sơ-va, các ngươi sẽ chẳng may mắn được vì đã lìa bỏ Đức Sơ-va, và Đức Sơ-va cũng lìa bỏ các ngươi. Chúng bèn phản nghịch với người và theo lệnh vua ném đá người tại trong hành lang của Đức Sơ-va. Chúa Giê-xu này nhắc lại hai cái lý do mà nó biến những người Pha-ri-si này bắt đầu đi và hưởng những cái sự rủa sả đến từ Sa-tạc. Đó, Sa-ri họ là cái thứ nhất là tội ghen ghét, tội giống như là jealous, ganh tị, rồi là cái này là tội bội nghịch, chống lại với Đức Chúa Trời. Chứ người Pha-ri-si họ làm ngược lại về lời Chúa hết, họ không có vâng theo lời Chúa, họ chỉ là cái miệng thôi, lấy môi miếng họ thờ Chúa mà lòng họ cách xa Chúa lắm. Cho nên họ đã trở thành những người bắt bớ Chúa Giê-xu và ngăn trở nước của Đức Chúa Trời. Và trong Luca đoạn 7:30, sau người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu dân làm thế mà tìm, nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Chúa gửi ông Giăng Báp-tít đến để làm phép tem, người Pharisee họ chê, họ không có thích ba cái đó, cho nên họ đã chê bỏ cái ý định mà Chúa đã dành cho mình, Chúa tạo điều kiện cho họ ăn năn. Cho nên quý vị thấy có nhiều người ngày hôm nay á, họ đáng lý là họ được Chúa thăm viếng trở lại, họ được Chúa sử dụng lại, nhưng họ từ bỏ những cái điều Chúa muốn, họ chê những cái đó, họ không có
ăn năn những cái điều kiện mà Chúa tạo ra cho họ. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta có cái lòng dễ ăn năn với Chúa, nhạy bén với Chúa, giống như ông Phi-e-rơ, ông bán Chúa, ông chối Chúa, cũng như ông Giu-đa thì bán Chúa mà ông Phi-e-rơ thì chối Chúa, nhưng mà ông Phi-e-rơ gì, ông ăn năn với Chúa và ông được Chúa tha thứ và Chúa sử dụng ông một cách rất là lớn lao. Nhưng mà ông Giu-đa ông bán Chúa, cái tội cũng giống như Phi-e-rơ thôi, nhưng mà ông đã không biết được cái tình yêu của Chúa, cho nên ông đã tự sát và ông mất cuộc đời của ông. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và chúng ở đây hồi nãy giờ chúng ta thấy nào, Chúa nói là khốn cho người Pharisee, khốn cho người Pharisee. Bây giờ chúng ta sẽ thấy cái tâm tình của Chúa Giê-xu ở trong câu 36, quả thật ta nói cùng các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến cho dòng dõi này. Hỡi Jerusalem, Jerusalem, đi giết các đám thiên tri và ném đá những kẻ chịu sẽ đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần ta muốn nhóm hộp các ngươi như gà mái cất con mình lại ấp trong cánh mà các ngươi không khứng. Này nhà các ngươi sẽ bị bỏ hoang. Thì ta trong các ngươi nhất đoạn 9 câu 7, thì ta sẽ trút Israel khỏi đất mà ta đã ban cho chúng nó, trừ khỏi trước mặt ta cái đền này mà ta đã vì danh ta bị tuyên ba thánh. Vậy Israel trở nên lời tục ngữ và trò cười giữa các dân. Quý vị thấy khi mà dân Israel họ từ chối Chúa Giê-xu, Chúa khóc về thành Jerusalem. Chúa nói Chúa ước gì họ biết được cái kỳ họ được Chúa thăm viếng. Họ đã mong đợi đấng Mêsi, họ đã được nhiều cái lời dự báo trước rằng Chúa Giê-xu sẽ đến để cứu cuộc đời của họ, để đem sự cứu rỗi, sự giải cứu của Ngài đến cho trái đất này, cho dân sự của Ngài. Nhưng mà người Pharisee vì cớ họ mê vật chất, họ mê địa vị, họ mê những cái quyền hành của đời này, cho nên họ không nhận biết Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời đang ở giữa họ, đang nói những cái lời mà cảnh báo họ. Cho nên Chúa nói, Chúa báo tiên tri biết trước rằng họ sẽ bị phá hoang, cái đền thờ mà Chúa dành cho họ đó Chúa cũng bỏ luôn, họ sẽ bị lưu đày đó. Và đây Chúa nói cái lòng của Chúa gì, hỡi Jerusalem, Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn nhốt họ các ngươi như gà mái cất con mình lại ấp trong cánh. Chúa thương không, nhưng mà Chúa muốn chúng ta vào trong cánh của Ngài để được Ngài che chở, được Ngài bảo vệ, nhưng mà họ không muốn. Ngày hôm nay cũng vậy, nếu trong chúng ta cứ muốn chạy đi kiếm người này, chạy đi kiếm người kia, quý vị ơi hãy trở lại trong cánh của Ngài. Chúa nói là người nào ở nơi kín đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Hãy đọc Thi Thiên 91 và nói Chúa ơi, bây giờ tối nay con trở lại dưới cánh của Ngài, con được che phủ dưới cánh toàn năng của Ngài, con được Ngài ấp ủ con, bảo vệ con khỏi kẻ thù và cho con kinh nghiệm được cái tình thương của Ngài ở trong cánh của Chúa. Có một cái cơn hỏa hoạn nó xảy ra, và sau đó thì nhiều tất cả những cái gì chung quanh nó đều cháy hết. Mà sau đó thì người ta đến, người ta dọn dẹp, thì người ta thấy có một cái cục gì nó tròn tròn nó cháy. Thì cái ông người đó họ lấy cái cây họ hất ra, thì họ thấy con gà mái đó nó ấp hết mấy cái con gà con của nó ở trong đó. Thì mấy con gà con nó còn sống, mà con gà mẹ vì cái lửa cho nên nó bị cháy, nó chết. Quý vị thấy chỉ một con gà thôi, nó còn biết thương con của nó, hú hồi với Chúa rồi, chúng ta chứ thương chúng ta lắm quý vị. Chúa kéo chúng muốn đem chúng ta để hưởng được cái tình thương của Ngài, hưởng được những cái ân điển của Ngài, hưởng được những cái phước hạnh chỉ có trong Chúa Giê-xu, chỉ có trong lời của Ngài. Quý vị không tìm được bất cứ nơi nào để quý vị được hưởng cái điều đó. Chúa nói với tôi rằng là những người trên đường ngay là những người đang muốn tìm được sự yên nghỉ cho linh hồn của họ, nhưng mà họ không thể tìm được nơi nào ngoài chỗ đó là Chúa Giê-xu, là đấng có thể ban cho họ sự yên ủi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để cho chúng ta thấy được rằng chỉ có mình Ngài thôi. Và buổi tối hôm nay nếu có cái điều nào trong chúng ta không đẹp lòng Ngài, chúng ta hãy ăn năn với Chúa. Chúa ơi, con ăn năn, con ăn năn thật sự trong đời sống của con muốn loại nó ra khỏi đời sống của con. Con muốn từ bỏ những điều đó và con muốn chạy đến với Ngài, con muốn kinh nghiệm được Ngài, con muốn hiểu Ngài một cách tươi mới, để đời sống của con là một đời sống phước hạnh, là một cái nguồn phước cho những người khác. Cái dòng sông sự sống ở trong con văng ra cho đến sự sống đời đời, cho chính con được hưởng, cho gia đình con được hưởng, cho hội thánh của con được hưởng. Con là nguồn phước mà Chúa đặt để ở giữa những người chung quanh của chúng con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, amen. Và trong câu 39, người ta bảo các ngươi không thấy ta nữa cho đến lúc các ngươi sẽ nói rằng phước cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Ở trong Thi Thiên 118:26, đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va chúng tôi sẽ chúc tụng Ngài. Ở trong Khải Huyền 1:7, kia Ngài đến giữa đám mây và mọi mắt sẽ trông thấy, cả đến những kẻ đã đâm Ngài cũng trông thấy. Hết thảy các chi họ trong thế gian sẽ than khóc vì cớ Ngài. Quả thật vậy, amen. Chúa Giê-xu trở lại rất là gần.
Tôi cảm nhận rất là mạnh mẽ sự trở lại của Chúa Giêsu. Tôi không biết về sự trở lại của Chúa cho toàn thế giới, nhưng mà có nhiều điều đang được ứng nghiệm theo lời của Chúa, được xảy ra từ từ trước mắt chúng ta. Nếu quý vị được Chúa bày tỏ, quý vị sẽ thấy rằng Chúa Giêsu Ngài đến rất là gần. Cho nên Ngài muốn trang bị quý vị để khi quý vị vào trong nước của Đức Chúa Trời, quý vị không cảm thấy hối tiếc những ngày mà Chúa đặt ở trên thế gian này. Quý vị ơi, khi quý vị nhắm mắt lìa đời á, không còn có cơ hội nữa. Đây là cơ hội. Đây là cơ hội để chúng ta có thể làm những cái điều Chúa muốn trên trái đất này. Đó, cho nên xin Chúa cho chúng ta tận dụng cơ hội này. Đừng có ngồi đó mà than khóc nan đề nữa. Đừng có tập trung vào nan đề nữa, mà hãy tập trung vào Chúa Giêsu. Thì Ngài bắt đầu Ngài giải quyết nan đề cho chúng ta, và Ngài bắt đầu bày tỏ cái chương trình và ý muốn của Ngài cho chúng ta. Ngài đang muốn đổ Thánh Linh của Ngài một cách rất là mạnh mẽ. Tôi cảm nhận điều đó. Tôi cảm nhận Thánh Linh của Ngài đang muốn tuôn đổ qua từng con dân của Chúa. Vì sao? Vì thời kỳ của Chúa sắp gần rồi, và ma quỷ đang dấy lên cái quân lực của nó, dấy lên những kẻ để chống nghịch lại với Chúa, dấy lên để đàn áp con dân của Ngài. Thì Ngài đang cần những con người cầu nguyện, Ngài đang cần những người hướng về thiên đàng để nhìn thấy rằng Chúa đang sắp trở lại. Và ở đây cứ nói là Ngài sẽ trở lại trong vinh quang, lúc đó quý vị không còn có cơ hội nữa quý vị ơi. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta biết rằng Chúa đang muốn cảnh báo cho chúng ta, và xin Chúa lột cái con người cũ của chúng ta để ban cho chúng ta một con người mới. Và khi mà Ngài đến, tất cả mọi người đều hướng lên là cảm ơn Chúa, hoan nghênh Chúa, con được gặp Ngài, con vui mừng được gặp Ngài. Chúa ơi, con trông đợi cái ngày này đã bao nhiêu lâu rồi, bây giờ con được gặp cha của con được ở với Ngài đời đời. Đó là thái độ khi chúng ta đến với Ngài. Và nếu chúng ta không có trang bị, lúc đó chúng ta sẽ sợ hãi. Cha không biết tên mình có trong sách sự sống không ta, biết con mình có trong đó không ta, chồng mình có trong đó không ta. Mình theo Chúa amateur quá, mình không có hiểu biết Chúa, nên bây giờ mình sống trong cái tư nghĩ là khi nào ra mắt Chúa nó rất là sợ hãi. Nhưng mà người nào được gần với Chúa, được biết Chúa, họ được cái sự ấn chứng và biết rằng Thánh Linh của Chúa đang ấn chứng trong họ, và họ thuộc về Chúa từ nay cho đến đời đời. Con cháu của chúng ta sẽ được cứu. Tôi có làm cái bài công bố cho con gái, tôi gửi đi cho quý vị rồi. Quý vị lấy cái đó công bố cho con cái, công bố cho những người trong gia đình của mình. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta hãy lấy lời Chúa ứng dụng vào, lấy lời Chúa để công bố ra. Công bố là gì? Là nói ra một cách lớn và nói ra với cái lòng tin quyết. Đó là công bố. Có nhiều người vấp phạm, tôi nói là tại sao mình lại công bố, bộ bắt Chúa làm hả? Không phải. Chúng ta lấy lời Chúa nói lại với Chúa. Chứ nên lời Chúa đã rao ra không trở về lúng nhưng. Chứ nên là lời của Chúa đã rao ra rồi, mình lấy cái lời đó mình nói lại với Chúa, thì cái lời đó trở lại với Chúa, thì Chúa sẽ làm gì? Sẽ làm cho được nhường đất đai, làm cho có giống cho kẻ gieo, có bánh cho kẻ ăn. Và lời Chúa rao ra, Ngài sẽ làm ích lợi, Ngài sai khiến nó theo mục đích của Ngài. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta thay đổi cái cách cầu nguyện, thay đổi cái cách suy nghĩ, thay đổi cái cách thờ phượng, thay đổi cái cách dâng hiến, thay đổi cái cách để chúng ta hầu việc Chúa, để hầu cho chúng ta có một đời sống mới y theo ý muốn của Ngài. Vì Ngài đang muốn sức dầu, đổ cái dầu tươi mới, dầu quyền năng của Chúa để con dân của Ngài được dấy lên trong những ngày sau đó này. Xin Chúa ban phước cho chúng ta, và xin Chúa giúp đỡ chúng ta làm theo lời của Ngài dạy. Amen. Chúa đã gọi và chính Chúa đã chọn con, bước theo Ngài nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài con đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rắc rêu tin mừng nước trời. Bước theo Thầy là đến ơn lại và xem giữa sa mạc hiểu thấu ý tình Thầy cha. Bước theo Thầy con tìm thấy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dâng hiến, con
con đi theo Chúa, cưỡi ngựa bên cây tim, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Bước theo Thầy để khám phá một tình yêu, yêu khôn cùng, nhận Thánh Giá làm đường đi. Bước theo Thầy, tim con gắn liền tìm Chúa, con mang tâm tình của Chúa, sống cho tim mừng Giê-xu. Chính Chúa đã chọn con bước theo Ngài, nhận lãnh sứ mạng hồng ân. Bước theo Ngài, con đi đi về một lối, con đi đến cùng thế giới, rắc rêu tìm mừng nước trời. Bước theo Thầy là đến ở lại và xem giữa sa mạc, hiểu thấu ý tình Thầy cho. Bước theo Thầy, con tìm Thầy lời muốn nói, con nay xin thuộc về Chúa, dẫn thân theo đường Chúa đi. Con đi theo Chúa với cả trí tâm con đi theo Thầy với cả tự do dân hiến. Con đi theo Chúa khơi nguồn bên cây tin, cho xuân vào đời, cho người nông ấm yêu thương. Liền tìm Chúa, con mong tâm tình của Chúa, sống cho tin mừng Giê-xu.